Hôm nay á, mình có mua cua King Crab về cho gia đình ăn. Cua này á, thì bên Việt Nam mình gọi là cua hoàng đế nha các bạn. Một thùng như vậy là khoảng chừng 10 pound, mà một pound thì họ bán chừng khoảng 21 đồng 99. Một cái thùng này á, thì mình mua khoảng cho mình được cái giá. Họ in sẵn luôn rồi. Một thùng này thì họ bán khoảng chừng 219 đồng 90 sen một thùng này nha các bạn. Mỗi lần gia đình mình ăn một cái thùng này thì cũng ăn không hết đâu. Ăn thì cũng còn dư lại mấy cái chân thì để dành kỳ sau ăn tiếp. Để mình cắt thử ra cho các bạn xem. Cái cua này các bạn họ đông lạnh sẵn rồi, giống như là họ đã luộc chín rồi xong họ đông lạnh về nhà mình chỉ cần giống như mình hấp sơ lại mình ăn thôi nha các bạn, mình không có cần luộc. Có thể thấy cái thùng cua nè, nhìn ngon hấp dẫn ghê đó. Ngon các bạn. Một cái chân của nó bự ghê á. Thường thường á mình ăn á, mình thích ăn cái chân hơn, mình không có thích ăn cái cà. Ăn cua nào cũng vậy. Bây giờ mình lười hết, mình lười mình lấy cái cây á, mình bóp cái càng ra, mình làm biếng á. Bây giờ mình không thích ăn cái càng bự này, mà mình chỉ thích ăn mấy cái chân nhỏ nhỏ như vậy thôi. Ở trong đây á, mình đếm thử có được bao nhiêu cái. Một nè, hai nè, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, khoảng 12 cái. Mình đếm tất cả là mình được 12 cái chân ở trong đây. Mà các bạn biết cái cua này ở trong đó, nó thịt rất là nhiều. Các bạn nhìn đi, và các bạn thấy nó bự bao nhiêu đó, là cái trong cái thịt đó, nó bự bấy nhiêu. Thì ăn cua này á, thường thường á, mình ăn á, là mình ăn với bơ hay là muối tiêu. Nhưng mà mình thích ăn cái này với cocktail sauce nha các bạn. Nhìn thấy hấp dẫn quá, chút nữa mình sẽ luộc cái này lên á, cho ông xã mình với lại hai đứa con mình ăn. Cái cua này nè mình xả nãy giờ cũng 1 tiếng mấy rồi đó các bạn, mà nó cũng chưa có tan lắm, bởi vậy mình sẽ hấp khoảng chừng 40 phút nha cho nó tan hẳn, lại cho phía trong của con cua nó được ấm, nó được nóng. Cái này nó bự quá mình phải bẻ nó nhỏ lại. Cua này á, mình bỏ hết vô trong nồi rồi. Thường thường á, cái cua này á, mình ăn chừng khoảng 2 cái chân á, là no rồi đó nha các bạn. Tại vì á, nó rất là nhiều thịt á. Cua chín rồi đó các bạn. Khói nghi ngút luôn. Giờ mình lấy cái gắp á, mình gắp mấy con cua này ra. Cái chân cua này.
này đúng là vừa thổi vừa ăn luôn các bạn, ăn chung với mình nha. Ở đây mình có cái cocktail sauce, nó chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm. Mình chỉ bẻ ra như vậy nè, cái vỏ của nó cũng mềm lắm, mình có thể lấy cái nĩa mình rọc nó ra cũng được, nhưng mà mình sẽ lấy cái kéo mình cắt ra. Nó mềm, cái vỏ nó rất là mềm đó các bạn thấy nè. Wow, thịt ở trong á nó bự ghê á các bạn, nhìn nè, đã ghê, bự dễ sợ luôn á. Rồi mình lấy cái này á mình chấm cho cái cocktail sauce này mình ăn. Ngon quá, mình đốt cho anh chàng quay phim của mình nè.